sếp cho ăn thử khô cá sợi phan mo nhưng chúng tôi không muốn ăn một cách bình thường. Chào mọi người, hôm nay mình với Nhi sẽ chơi một trò là thử thách ăn khô cá sợi tôm dâm của phan mo bằng miệng. Có món nào mà không ăn bằng miệng đâu trời. Bằng miệng là quá bình thường đúng không? Nhưng mà bây giờ mình thử thách bằng miệng. Chị thấy sao? Thử thách bắt đầu. Ai cắn được đoạn dài nhất người kia người thua sẽ mua trà sữa cho người còn lại nha. Trời ghê chưa? Thua rồi. Rồi Nhi thắng cho mọi người. Mấy đứa hay đưa ra luật á nó thì thua đó. Giờ đến hai bạn nam hôn nhà ý nhầm chơi nha. 1, 2, 3. Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kè dèm.